cho các bạn. Hôm nay mình sẽ làm bánh gừng, một loại bánh mềm ngon và bạn cũng có thể làm tại nhà, rất là đơn giản và lại dễ nữa các bạn. Và hôm nay mình sẽ cần là một cái củ gừng này nè, là 200g nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ có đường nâu. Hôm nay mình sử dụng đường nâu thì mình cần 200g đường nâu nè và 200g bột nếp nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ cần nước. Nước thì mình cần là 100g nước và đây là cũng là nước lạnh, mình cũng cần 30g nước lạnh. Mình sẽ chia làm hai công đoạn mình làm bởi mình chia ra nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ có mè trắng. Mè trắng này mình sẽ rang lên để mình lăn cái bánh của mình qua. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm cái bánh của mình ngày hôm nay, đó là bánh gừng nha. Gừng này là các bạn, mình sẽ gọt sơ vỏ đi nha. Mình bỏ nó, bỏ sơ thôi, cũng không có cần mà kỹ lắm. Để mình gọt ra, mình xay lên rồi mình lược bỏ cái xác nó đi. Chứ mình không có cần kỹ quá. Rồi những cái củ gừng này nè, mình gọt nó sơ sơ vỏ các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra nhỏ. Cái bánh gừng này nè các bạn có thể mà làm á, tới dịp Tết các bạn để trong nhà mình ăn cũng ngon, hoặc là các bạn có thể làm rồi mình cắt ở nhà đó. Mình muốn ăn lúc nào cũng có cái ba kẹo này, mình ăn cái bánh này mình ăn hết trơn các bạn. Mình ăn cái này mình uống một cái tách trà nóng nóng ha, ngon lắm á. Rồi mình sẽ cho nó vào cái máy xay nha. Các bạn cho nó vào máy xay sân tố á. Cho hết cái này vào trong cái máy này. Rồi mình sẽ cho vào đây là 100g nước lạnh đó các bạn. Mình cho vào nha. Rồi mình dặn lại. Rồi mình sẽ đem đi xay nhuyễn cái này ra. Rồi mình đã xay nhuyễn ra nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lọc nó qua nha. Lên cái tô một cái đây. Rồi mình đổ nó ra đây. Bây giờ mình sẽ lấy nước. Rồi đây là cái nước gừng sau khi mình lược qua cái đây, và mình sẽ thâu vào khoảng là 200g cái nước gừng này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái tô lớn hơn, mình cho nước gừng vào đây. Rồi mình sẽ cho cái bột nếp này nè các bạn, 200 bột nếp nè, vào trong cái tô nước gừng của mình á, mới vừa vắt xong á. Mình quậy đều lên. Trộn nó lên nha các bạn. Mình trộn như vậy là được các bạn. Bây giờ mình qua bếp mình chế biến tiếp tục nha. Mình bắt một cái chảo lên bếp các bạn. Mình sẽ cho cái đường nâu của mình vào đây. Rồi mình cho vào đây là 30g nước lạnh nha các bạn. Mình nấu cho cái nước đường này nè nó tan ra, nó sôi lên. Mình nấu á, nước nó sôi lên đường tan nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình qua bên kia mình trộn tiếp nha.
Rồi bây giờ mình sẽ cho cái nước đường mình mới vừa nấu xong, là các bạn nó vẫn còn nóng á, mình cho vào cái tô bột này. Rồi bây giờ mình trộn lên nha các bạn. Mình trộn cho bột nó tan ra. Đó, mình quậy bột cho nó tan đều hết đó các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng một cái tô khác nha. Mình sẽ lược lược cái hỗn hợp này qua cho nó đừng bỏ những cái lợn cợn còn sót lại á các bạn. Cho nó kỹ á. Nó vẫn còn một chút xíu lợn cợn nè. Rồi mình thu được cái hỗn hợp này nè các bạn. À, tiếp theo là mình dùng một cái khuôn hay là một cái hộp á các bạn, để mình hấp á. Mình sẽ cho vào đây một tí xíu dầu ăn, mình sẽ quét đều như thế này. Để khi mà mình hấp bánh mình lấy ra cho nó dễ á các bạn. Đó, mình quét đều cái khuôn này nè. Đó. Rồi mình sẽ đổ cái hỗn hợp này vào. Mình cho nó vào cái khuôn nha. Rồi mình cho nó vào cái khuôn rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đem qua bên bếp và mình đem đi hấp nó nha. Mình bắt một cái sũng nước lên đó các bạn. Mình cho cái khuôn bánh của mình vào đây nè. Mình đậy nắp lại. Và mình sẽ hấp cái bánh này trong vòng 30 phút thì cái bánh nó sẽ chín. Sau đó mình sẽ lấy ra và mình để cho nó nguội. Bánh đó các bạn, sau khi mình hấp trên bếp á 30 phút, bây giờ mình lấy cái bánh nó ra và mình để cho nó bánh nó thật là nguội hoàn toàn nhé. Rồi mình sẽ bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, mình sẽ để bánh này qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh. À, sáng hôm sau thì mình sẽ cắt cái bánh này ra và mình lăn qua mè và mình ăn được rồi đó các bạn. À, bánh mình sau khi mình để qua vào ngăn mát tủ lạnh qua đêm là các bạn, bây giờ mình lấy ra và mình sẽ cắt nó ra nha. Mình sẽ lấy một cái tấm thớt như thế này và mình sẽ ráp một cái bột ráp lên cái mặt tấm thớt nha. Mình để cho nó đừng có dính vô tấm thớt á. Rồi mình sẽ cho cái bánh này ra nha các bạn. Đó, mình cho nó ra. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nó ra nha. Mình cắt những cái miếng vừa ăn á. Đó, bây giờ mình sẽ cắt lại những cái miếng nó vừa ăn á. Đó, bánh đó các bạn, mình cắt ra những cái cục vừa ăn như thế này nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cái chén mè mình rang rồi nè. Mình sẽ lăn cái bánh này qua mè. Nó áo một lớp mè các bạn. Rồi mình sẽ bỏ nó qua bên cái dĩa cái bên nha. Mình sẽ làm lần lượt cho hết cái số bánh của mình như thế này nè các bạn. Đó. Mình lăn từ từ nó qua nha. Mình cho qua đây. Bánh nó rất là thơm, cái mùi gừng đó các bạn. Ngon dữ lắm, nó ngọt ngọt nữa.
Và cái dĩa bánh gừng của mình đã xong rồi các bạn. Sau khi mình lăn cái bánh qua mè rang như thế này là hoàn thành rồi. Với các bước rất là đơn giản thì các bạn có thể làm ra một cái loại bánh ngon cho gia đình của mình. Các bạn hãy vào bếp làm thử đi nha các bạn. Mình chúc các bạn sẽ làm thành công.